chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với Việt Nam Road Trip. Và trong series lần này thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị tất cả những mẫu xe hot nhất, mới nhất và được người tiêu dùng quan tâm nhất tại kỳ triển lãm Việt Nam Motor Show 2024 tổ chức tại Sài Gòn. Và chiếc xe đầu tiên đó chính là chiếc Suzuki Jimny. Trước đây thì Việt Nam Road Trip chúng tôi đã có một hành trình với chiếc Jimny đi lên Mộc Châu, thử thách nó, đặt nó vào tất cả những điều kiện địa hình để nó bộc lộ tất cả những cái tính năng vận hành, rồi giới thiệu cho mọi người toàn bộ chi tiết về trang bị nội ngoại thất, chế độ hai cầu hoạt động như thế nào, và khả năng vượt địa hình nhìn rất nhỏ bé nhưng lại rất có võ của Suzuki Jimny. Và quý vị có thể nhìn thấy bên cạnh tôi là một chiếc xe trưng bày trong triển lãm lần này nhưng đã được cá tính hóa hơn rất là nhiều, với rất nhiều những cái phụ kiện mà chúng ta có thể mua để mà trang bị cho chiếc xe của mình nếu chúng ta sử dụng một chiếc Jimny. Quý vị có thể nhìn thấy những cái ốp gương mạ chrome nhìn rất là đẹp. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái thanh giá nắp ở phía trên, giúp cho chúng ta có thể chứa rất nhiều đồ trong những chuyến đi dã ngoại, trong chuyến đi road trip dài ngày hơn nữa. Và rõ ràng Jimny đã tạo nên một cái chiếc xe chất chơi ở trong cái phân khúc này, gần như là không có đối thủ luôn, thưa quý vị. Và khi mà chúng ta chạy chiếc xe này ở ngoài đường, khi mà chúng ta di chuyển nó trên phố, chúng ta trang bị thêm những phụ kiện như thế này thì thực sự là mọi người đều nhìn nó và cảm thấy là cái chủ nhân của chiếc xe nó cá tính thế, nó chất chơi như vậy, và họ thể hiện được cái tôi cá nhân của mình. Và tôi cũng nhận thấy rằng là rất nhiều khách hàng nữ họ sở hữu Jimny luôn, thưa quý vị. Một chiếc xe tưởng chừng như chỉ dành cho nam giới, với cái thiết kế rất là vuông vức cổ điển, nhìn rất là nam tính mạnh mẽ, nhưng mà rất nhiều các nữ họ đã mua chiếc xe này về để mà thể hiện cái cá tính của riêng mình, khi mà họ trang trí thêm rất là dễ. Bởi vì bản thân Jimny á, quý vị có thể nhìn thấy những cái mảng như này là những cái mảng mà nhà sản xuất họ đã cố tình để như vậy để chúng ta có thể trang trí rất là dễ dàng luôn. Ngay cả những cái bậc babule ở đây, thưa quý vị này, đó, những cái chỗ như thế này họ cũng được thiết kế nhìn rất là thể thao. Và cái phiên bản ở cái màu xanh kia, cái lốp nó còn sử dụng lốp AT nữa. Cái lốp đó sẽ giúp cho chúng ta có thể di chuyển đa điều kiện địa hình, trong những cái điều kiện off-road nặng hơn. Còn chiếc xe này thì sử dụng cái lốp nguyên bản theo xe, được quý vị. Đây, và mời quý vị nhìn một lần nữa với chiếc Suzuki Jimny đây, với những cái chụp ốp bánh xe cũng rất là đẹp này, với Suzuki đó đằng sau. Thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy một cái ốp của cái lốp phụ đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy nó cá tính hơn. Và thậm chí là nếu quý vị muốn thay đổi, muốn cá nhân hóa, quý vị có thể dán các cái sticker ở đây nữa. Và bên trong nội thất thì vẫn là như vậy, giống như chiếc xe mà chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị. Rất là nhiều những cái điều thú vị, ví dụ như cái sàn này nó là bằng nhựa cứng này, chúng ta có thể để rất là nhiều đồ bên dưới này cũng như vậy này. Tất nhiên là chiếc xe này là chiếc xe 4 chỗ và hai cửa, hai ghế sau này thì phù hợp nhất là sẽ dành cho trẻ em hoặc chúng ta gập xuống để mà chở đồ thôi. Và khi mà ngồi cả 4 người thì rõ ràng là cái không gian ở phía sau này nó sẽ bị chật hơn để chứa cái đồ của chúng ta. Nhưng mà rất nhiều những cái tính năng để giúp cho chúng ta có thể off-road. Mọi người có thể là nói rằng là chiếc Jimny nó chỉ sử dụng cái động cơ 1.5 lít, công suất chỉ hơn 100 mã thôi. Mọi người cứ nghĩ nó yếu, nhưng thực tế quý vị xem chúng tôi đi, chúng tôi đã dùng nó để vượt lên những con dốc của Mộc Châu, leo lên đỉnh Tò Bò, chứng minh cho quý vị rằng một chiếc xe như Jimny là một chiếc xe rất nhỏ nhưng lại có võ. Và tôi còn nói vui với mọi người rằng là Jimny là một chiếc xe không giúp cho quý vị có thể đi nhanh, nhưng có thể giúp cho quý vị có thể đi tới mọi nơi, gần như mọi nơi trên thế giới này. Nơi mà chúng ta có thể đặt được bánh xe thì Jimny có thể đi tới nơi được. Và cái góc tới, góc thoát, rồi cái góc vượt đỉnh dốc của Jimny phải nói cực kỳ lớn, ngay cả cái khoảng sáng gầm xe cũng như vậy, giúp cho quý vị có thể đi chinh phục mọi điều kiện địa hình được. Đó là cái điều mà Jimny hơn hẳn các đối thủ, cũng như là những cái mẫu xe khác. Khi quý vị đang đi chiếc xe này trong phố, quý vị ngẫu hứng lên, quý vị muốn leo rừng, quý vị muốn vượt suối, quý vị muốn đi off-road, Jimny sẵn sàng phục vụ quý vị luôn. Đó chính là Jimny. Và trong cái triển lãm lần này thì Suzuki họ cũng trưng bày thêm rất là nhiều những cái mẫu xe khác. Ví dụ như chiếc xe máy ở trước đây. Đấy, ví dụ chiếc xe máy, quý vị có thể nhìn thấy. Xe máy. Đó, xe máy đây. Quý vị không? Đó, chiếc SX. Đó, rồi bên này một chiếc xe tải, nhưng mà nó lại là một cái quầy bán đồ uống luôn. Đây, chúng ta sẽ có các loại nước uống đây. Đó, mời quý vị nhé. Đây, thì cái chiếc xe này á, nó gợi nhớ cho tôi những cái hình ảnh về tuổi thơ, rồi gợi nhớ cho tôi những cái chuyến đi của những cái người ở nước ngoài. Họ sẽ dùng những cái xe này, họ đi lang thang khắp nơi, họ bán đồ. Và cái cảnh mà chúng ta ngồi đứng ở trong này bán đồ và trẻ em xung quanh ở đây mua đồ thì nó cũng rất là vui. Chúng ta có thể lên như thế này, đó, ngồi trong này và có thể bán đồ ở trong này được. Đây, Suzuki họ chuẩn bị những cái món quà cho quý vị khi mà chúng ta đến thăm gian hàng của Suzuki. Đây, và cái xe mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, chiếc Jimny mà sử dụng cái lốp AT. Và chiếc này thì đã được dán nhiều đề can hơn, nhiều đề can hơn, và nhìn nó hầm mố hơn. Lốp này đi đường off-road các thứ được luôn này.
Dĩ nhiên là nếu quý vị nào thích thì có thể lắp lốp MT, nhưng MT thì hàng nặng thôi. Một chiếc xe rất là nhỏ nhưng mà rất là hay. Rất là hay và thì đúng cái cá tính của mình luôn thưa quý vị. Chế độ rửa đèn này, rồi đèn pha, đèn tròn là thứ cũng rất là đẹp. Và bên cạnh thì là chiếc Suzuki XL7. Một chiếc xe mà Việt Nam chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị trong những cái hành trình. Và cá nhân tôi thì nhận thấy đó là một xe rất thực dụng, giá rất hợp lý và có một không gian rất đặc biệt ở gian hàng của Suzuki Việt Nam. Đó chính là một cái địa hình mô phỏng để mà thử thách chiếc Jimny đây thưa quý vị. Một cái chiếc Jimny mô hình với một cái tay điều khiển ở đây. Nhìn thì giống như kiểu trò chơi của trẻ em, nhưng thực sự là đến như tôi bây giờ tôi lớn rồi tôi vẫn thích đua xe kiểu như thế này. Và thực sự là khi mà quý vị chơi cái trò này thì quý vị mới biết rằng là cái tính năng của Jimny nó có thể vượt địa hình như thế nào. Đây quý vị có thể nhìn thấy cái địa hình mô phỏng từ những cái đá này, rồi gỗ này, rồi tới những cái đường địa hình gập ghềnh và những con dốc qua cả cái phần cát nữa. Đây bây giờ tôi sẽ thử đua thách chiếc Jimny để vượt địa hình xem như thế nào. Đây chúng ta sẽ đi như này, đi thẳng lên. Đây quý vị. Đấy, tôi sẽ vượt đó, vượt. Và tôi chơi cái trò này thì không giỏi lắm đâu quý vị. Phải đi rất là chậm và phải có nhiều đoạn này chiếc xe nó lao vào trong cả cái lề luôn. Bằng cái mô hình mô phỏng như thế này thì quý vị có thể hình dung được cái khả năng vượt hình của chiếc Jimny như thế nào. Và chưa tin thì quý vị hãy xem lại cái clip Suzuki Jimny chinh phục đỉnh Cao Bò và mò vào trong bao phách của Vietnam Road Trip chúng tôi đã phát sóng trước đây. Đấy là gian hàng của Suzuki và quý vị đến với triển lãm SACC ở quận 7 Sài Gòn thì quý vị sẽ chiêm ngưỡng tất cả những cái gian hàng đó. Và đặc biệt là tôi vẫn thích Jimny, vẫn là một chiếc xe chất chơi nhất của năm.